Thôi đánh cái gì, ngại đánh lắm. Thua liên tục chán bố mẹ đi. Chết tông mày tông ba chết thôi, ba nó tè là ba ra ba bới đấy ba
bồng bợ. Chiến chiến ba chúng ngồi quay tí ạ. Rồi quay video tí ạ. Dừa bà chồng anh trồng sâu xuống tí đang để loài lên dưới đang lên mà được có đào được mà mình thu bà cầm cuốc bà cầm cuốc cho đào như này bà cầm cuốc cho đào cho chồng như này để sống vào quần kệ đã cho đào sâu xuống được mà anh sống rồi chứ bây giờ bà để nó không lên được mô lên được rẽ mô biến đâu lên chứ quần mô cái rẽ lên bên đây này sao biến rẽ lên bên đây này biến cái gì đâu lên đi mô cái này phải đào đấy bà trời đăng lên này một cái rẽ này thật được. Biến ở đâu quần? Có một cái rẽ này thôi này. Một cái rẽ đang lên nữa này, chờ bà chồng làm lên rẽ đây này. Bà cầm cuốc lên đào cho chồng cho. Bà cầm cuốc cầm chẻng cho đào cho. Chứ bà cứ biếu đứa đứa còn không. Không lên được mua bà. Cái nhỏ không lên đâu. Bà cứ biếu để đứa còn không. Chồng chỗ khác hay chồng ở đây bà? Chồng ở đây được không? Chồng rộng. Ở đây này vô cái cần miếng vào quần. Đây. Bà cầm cuốc này cho đào cho chồng cho. Đã chết nè. Thank you.
Vịt bầm bầu. Ừ, để cầm cuốc cầm sẵn là cầm cái dao hay đào chi cơ. Cầm dao. Là con máy đây ta đào. Thì thắng mà đấu hạng thì thu. Rồi. Con thấy xuống xuống đi, thân lút hết. Bà chồng chứ mà bà thăm anh cũng cứ thống con này. Không chết. Không ra rẻ anh trên được. Bà thăm anh cũng cứ thống. Bà thăm anh có chết không mà. Chưa vợ vẫn bằng hồi nãy nó bắt đầu to ra thôi, nó bắt đầu bốc đất lên mê ra rồi quần bắt đầu to ra vợ đúng lúc cần đến gần rồi đúng lúc đến đây rồi rồi mà cố mạnh này. Cái bố mẹ cháu còn khỏe cả dư. Dạ vâng. Cái cháu ô mô. Ở nhà cổng ven. Cổng ven là mô. Cháu ông Tỷ, ông Cương. Cháu ông Cương mà không biết à? Cháu ông Cương đó. Vâng. Ông Cương chết tôi rồi quần. Vâng. Cháu cháu nội ông Cương. Cháu nội ông Cương đó. Vâng. Dạ. Nhưng mà ở xóm anh em đấy chứ mà bà có biết. Nhà cổng ven á. Cổng ven á. Thập và quảng xong cái thập đấy. Mà bà cũng lấy người nó mô thế đấy. Như là nút rồi quần. Nút vào quần, được rồi. Được, thật thôi, thế nút vào quần. Cô mạng yếu nhờ. Nút vào quần chứ ai ngồi ngoài nữa đây. Thằng là cháu bà Nành. Cháu con Nành đấy. Vâng. Cháu nội Nành nha, cháu ngoại. Cháu nội. Cô Ninh Tĩnh. Thằng là cháu đích tôn bà Nành đấy. À, anh Dương Thành mà chờ hắn vô nhà anh không biết quần. Vô nhà anh không biết quần. Rồi quần rút ra rút lên đầu quần. Bà để đứa mình cũng cứ sống rồi. Nên đừng có hỏi ba cái rễ. Bà để đứa mình cũng cứ sống rồi, đừng có chết mừng. Nhưng mà anh cây nó không phát triển to được. anh đi ra được rau mô. Anh chỉ ra được lâu mô. Rớt rứa được rồi, rút rồi. Bán đi giàu chứ không bán vợ là được rồi, chứ lồn. Hôm nay mà cũng có cháu nội cháu ngoại rồi kìa. Vâng. Quả anh chung đó rồi, cái nhỏ nó lên còn không thấy bốt.
bà cũng trồng đây nữa mà anh nhổ mất. Nhổ mất còn gì cơ? Nhổ bên chi cái dừa đi. Nhân viên anh trồng. Nhân viên trồng chứ quần. Dừa khô nhà bà mê đó mà không rộng nữa. Rộng thôi. Đấy anh răng được. Đấy anh răng được. Tùng có chào đông Tùng. Ồ. Được không? Chào được. Chào lên lái đi, lái hết quả khô không đây. Quả mà ăn được lấy hết xuống quần. Có chào được lên lấy xuống ăn quần. Để ăn khô hết. 11 đứa quần. Mà hai ông bà đi chắc là các cháu rồi. Ờ, bữa trong cái ô mô ở đây mà. Bữa thấy, có một ô ở đây mà. Chứ có ô mô. Có thằng giáo vũ là quân răn rốt nó mà anh ở trên thả đây chứ. Quay đây thấy ô chi ra xong nó ra mà. Quân đó là quân gái anh lấy chồng ở trên lần điểm đây. Con gái anh lấy chồng em chắc anh lấy chồng trên lần điểm đây. Mấy cái tàu có đau con đấy răng vặn được các bạn kéo hết mấy tàu khô xuống đây đến. Phải có đau với mặt được quân ạ. Mấy tàu khô kéo hết xuống đây cho để em bỉnh nó khô này thì ném hết ném xuống ao đừng có ném xuống bờ chứ rồi vòng điện thoại đấy con ra hay mà con đau nó chặt con đứt không bị đau giống con quân thôi bà ấn trèo lên nữa rồi con. Các cháu lấy được cái mô các cháu ăn đi. Bà không ăn mình nói cho bà chứ. Bà có ăn được cái mô mà bà ăn. Bà uống nước. Không có ăn, không uống. Bà không ăn, không uống cái gì cả các quần. Đây bà, bà cầm dao đi. Bà lấy cái cho muốn cho tứ luôn như này. Không phải tứ quần ở dưới còn không mới lên. Không phải tứ ở dưới còn không mới lên. Từ từ nha, rửa tay nha, đừng có đem cho con tóc cho tôi. Nhấm luôn cho bể tróc nhấm luôn cho bể tróc chào hẳn anh coi mà đứng các cháu cứ khửa cái tàu khô các cháu cứ khửa cái rồi nó lại xuống nó lạch cũng thế mà các cô như lại xuống lạch cũng thế mà không có đào lên răng được chào hẳn lên trên lên bể lên đỡ mỗi tay ngủ luôn. Không có đau thì các cháu cắt răng cho đứt ở trên nó được. Anh vặn được hả bà? Vặn răng cho đứt. Vặn mãi cũng đứt đấy. Đứt. Đau nó có chặt ra có đứt rồi đây có đau khắc không? Không bà, cháu mang dao đi mình chi. Có đau khắc không? Có ăn đừng bà vô bà lấy đâu gửi cho anh chặt. Thôi lấy cho bà thôi cháu không ăn mà. Lấy cho bà thôi cháu không ăn. Không, bà không ăn, không lấy các cháu, cứ lấy được cái mô các cháu ăn, các cháu lấy đi, không. Bà không ăn. Các cháu lấy được cái mô các cháu cứ lấy ăn này nữa đi, bà không lấy. Cái buồng mà ăn được thì bẻ hết xuống chờ, cứ để cũng già hết rồi. Lấy một con bà không ra. Ăn, bà không lấy nữa, các cháu lấy được ăn được cái mô các cháu cứ lấy các cháu ăn đi. Bà có ăn được mô mà bà lấy. Cười chắc lâu lắm mà không có ai lấy đâu các bạn. Có ai lấy quần. Để mấy buồng khô hết rồi quần. Ai? Ném xuống ao à. Trời ơi. Chị mối rồi. Nằm xuống bùn nó tí lấy gậy sụt sụt nó lên mà. Đang đổn tô lên bên đến chín mô quần. Đó là mấy quả khô bà. Quả tươi mắc bùn luôn rồi. Quả khô nổi quả tươi mắc bùn luôn rồi. Em trâu lên bên nữa. Mấy quả nó có khô ạ. Hết rồi. Buồng bên đít bên chân bên đây này. Lấy hết đi quân ạ. Lấy hết đi rồi ăn hả? Đi. Còn có luôn không? Buồng bên đây này, buồng nhiều trái này. Luôn. Bên đây này. Buồng xanh xanh đây mà. Đĩa tử quả rồi nhá. Xanh gì đây này? Đĩa tử quả rồi đây. Bảo lấy cho mượn dao bà. Hết. Bảo lấy cho mượn dao coi. Dao bà vừa đào đấy ạ. Đào này cùn lắm, không chặt được. Buồn cái gì ở đây? Già rồi này. Không. Không. Buồn bên đây này. Mô. Bên đây này. Uống luôn. Già rồi. Ngơi chi? Hả? Luôn. Cái buồn dưới này. Cái này.
bên đây này, cái chỗ hai quả khô nãy vừa đạp xuống ạ. Gần chỗ hai quả khô nãy vừa đạp xuống ạ. Mô. Đưa mấy quả già đấy đưa. Ế, bị hâm quả đít. Hả? Có hai quả đít. Đít mô tô đấy mà đít. Đít. To đùng luôn ạ. Ở dưới to đùng kìa. Đưa con, đưa quả này đủ vậy. Để thử coi. Đưa mấy quả khô đó ạ. Hết quả khô rồi. Đưa hai quả, hai quả khô đây. Ô ô ô. Quá bự quá. Đã đến cùng không? Hình như có đang ạ. Hả? Cũng cứng á. Ồ, cái này vừa ăn rồi. Cùi không? Có, hơi bị ngon luôn, cùi đang ngon, ngon cực. Lấy không? Lấy, cái này vừa ăn rồi đó. Được, chờ uống, lấy chi uống. Bà bới chứ đó. Thôi lấy đây, lấy hết xuống đi, có để cũng hư mà. Bà đây bà cốc cơm uống rồi. Bà uống không? Có, bà uống rồi. Bà đây cốc cơm uống, có cốc cơm uống chưa? Chưa bà. À có tổ chim ở đây không? Hả? À? Có tổ chim không? Nhìn cãi lắm, mà có tụt tổ chim nó nhìn đó. Con kia nó có tổ chim. Chúc chè hai cây chi tên dừa cũng làm nữa mà. Ô ô ô, chút này nha. Cái buồng bên quá to đùng cái gì không thấy, đừng mình xuống đây mình nhìn thấy này, được nhìn sang coi quả bên dưới to đùng rồi đưa. Ờ có hai quả trên biết đứa nãy biểu rồi. Giật mấy cái tàu nó xuống đi. Quay
Nhập quả tê vô luôn anh tè. Quả trên bờ là mắc trên bờ. Luôn. Chị không biết không? Bỏng đi cua để chìm đến đây. Giờ khô là biết không? Chứ trái chìm cũng đó rồi, không chứ ngoan. Nổn hết rồi bà. Nổn chứ răng chìm được. Hả? Hắn nổn chứ răng chìm được. Cái tươi nữa quân. Tươi hắn cũng nổn. Tươi hắn nổn răng. Tươi hắn nổn chứ răng chìm, dừa răng chìm được bà. Cái tươi hắn chìm chứ quân. Không chìm. Nổn. Cô bảo mình đi. Cô bảo mình đi. Cô bảo mình đi. Cô bảo mình đi. Quá chìm rồi. Mấy quả à? Mấy quả à? Có quả chìm rồi nè. Con chưa có. Mà thấy đang ăn hay đang bánh kia. Mấy bữa nay đi đang nấu cháo cho Nam. Nấu bột. Nấu cháo. Nấu cháo thì hồi trước dưới ăn răng. Nghiền ra bà. Để phải nghiền. Để phải nghiền. Bố mới mua rồi. Bố mua rồi. Chú Quân nhà chú mua rồi. Ăn đến nhà. Chú Quân thì ăn đường đi rồi. Chưa. Thì ăn đưa ở nhà đưa mình ăn. Bà nuôi. Có ai lên cây bà chồng hơn không? Không không trồng mua lâu mô cái quân này có quân có trồng lên biển rồng chặt cho được cái trồng là quân có nơi mua trồng lên biển rồng bên nhà trồng có làm bà trồng nơi mua trồng đây quân đi mua đất lên biển rồng cây lên mầm trên cây luôn lên mầm trên cây luôn cái nước kinh trồng như thế cái cân đê là lên nước quân này trồng như thế cái cân như vừa trồng của bà đây là lên thành núi đây biển mà núi biển này đây nó đến nơi nhưng vừa đi đã lên mà có hai ông bà thì mà có chim cả mà lấy mấy quả này chục chục mấy tháng rồi mua được chưa cá thấy mua con đi được thấy trốn mua đây rộng cả ngày mưa lần mưa mô thả nó giường dưới chứ vẫn ngồi trên xe nhiều thấy thả ngồi trên xe để còn làm việc chứ bà anh dữ mà mắc cái điên điên mẹ anh đi rồi đến viện nhà rồi viện nhà bà thôi bố con đưa viện nhà thôi con ai nuôi bà nuôi bố nuôi bố con thử bố sửa cho nó rồi chứ con hắn không có sửa hắn uống sửa hắn có sửa được nửa tháng hắn uống sửa ngoài cả nửa tháng để ra được nửa tháng là uống sửa ngoài không có sửa mẹ không có sửa quên chị mới lặn lên lên lặn nơi đứng nó quên rồi đây một cái chìm cái giường cho bà cái cho bà uống không
Đinh ăn dương sĩ. Và va vẫn ăn cho tôi. Rau lún nhé. Lún một cái cây này, Đinh nè. Thế xin chơi thì uống nước cho. Vâng. Tôi nghe tiếng mình để cho lời tưởng nhất lên đường. Bữa thấy quay video đang đi mặn ngoài chỗ một khu mô. Vừa lên tới viện gạch nữa. Còn lấy hai tới. Bữa chả lấy được. Cường cứ trèo lên lấy cho Thủy uống là chạch kia. Cốc cứ chạch ra uống con trâu. Vâng. Để uống cái Tùng. Tao cứ chạch ra uống. Cũng có trèo nhuộc. Bít nhão có chơi mùa chín chưa? Răng mà chả được cân mua mít gai toàn mít nhão không? Mít nhão thật, không có mít gai. Cái cân đi dùng cả người ăn sống đó quần. Đất ngôn trọng. Nhờ cái thằng mô đây. Mở mô xuống đây nè. Chắc ở trên chúng được một à? Mô ở đây. Nhà ông Quảng Bà Biên. Quảng Biên. Quảng Biên. Ném bị chết sao? Điện thoại kiếm tiền đấy bà. Điện thoại kiếm tiền á. Bà ném vào đưa. Lên mầm chứ nhỉ? Lên bố muốn bố. Nè. Đi có lên cái sách tới viên cạnh như thế này. Tùng nè, tự lấy quả đi về nấu thịt cho. Thuốc, đổ thuốc ở đâu? Lấy mấy quả phô về nấu thịt. Nấu thịt, nhà ăn nguồn phải nít cho quần rồi. Là... quần nít. Mà bà không có răng cố, không có răng. Ôi trời ơi, răng. Lạ bà ấy. Lạ cố chứ. Sách cho đi này, sách cho đi viên uống đây. Vài tháng này cháu chạy loanh quanh, cháu trả sách tiền. Cháu chạy xuống nhà cố, cháu lụm đồ, cháu chặn viền nha. Đất phải chặn lên, chặn xuống, xách đồ nhà cố viền. Cháu cũng chặn viền mất. Chặt đít ra rồi mới bấy ra được quân đấy. Ô, cứng lắm, để đứa mà bấy. Chặt đít ra rồi mới bấy mới ra. Chặt đít ra rồi mới bấy, kéo cái ra. Cái đít cái ra, cứ chặt đít đi. Chặt đít mới khấy ra được. Chả biết cái gì cơ. Để cứ khay thằng nó ra. Khổ bấy ra mà. Cái đít thì không chặt đít thì bấy em mới ra con này. Không chặt đít là bấy không ra. Đùa bấy ra hết rồi bà tè. Này, con khô nó bữa hết này viên nấu thịt. Chắc kì nó có củi. Không có. Khô đó. Anh khô rồi nữa. Không có củi mà củi mà răng mà lên cây được. Và vẫn. Như là lên cục ở vùng chỗ này. Cùi với cái cục nó được chứ. Cùi ra chứ. Đây bạn. Cùi nhá không được rồi chứ này. Không có gì. Dạ. Đi đi cố cái trời nhìn nè. Cố bên kia tích cái trời nhìn nè. Lấy răng cắm. Răng chả quần cái mô cái cháu rồi. Răng ấy tinh đầu. Ôi giời, cô có mộm rồi này. Kìm cho có mộm. Cha đừng có mộm. Mộm rồi không muốn mộm. Vứt tiền. Để tôi lên. Vứt tiền lên con. Ôi trời. Con có mợ muốn không nguồn. Bạn đi không có uống. Nấu với thịt ăn nguồn thạch. Nấu với thịt ăn nguồn thạch. Bà đẻo cho bà ăn quả vô. Bà nấu với thịt rồi bà ăn nước rồi. Mà có nhá được một. Ăn nước. Ăn biếu. Không nhá không ăn được. Nấu như đi quân này. Không nhá không ăn được. Nấu nhừ thôi, nấu cái mồm hắn bỏ mồm mình trôi cái xuống quạt. Cái như quân định như thế là mình nó cũng không nấu được quân này. Ô đi mà bỏ vào nồi áp suất lên rồi, nhớ hết. Không được. Rồi, để cho bốn cái này. Đây chị anh nha, này. Đây nữa này chặt ra. Chị Nhật mất điện đó. Chị Nhật mất điện. Cái đi lấy giá lùa. Ăn cùi ngang. Kiếm tiện đi quay được con búa ông Tùng. Sủa. Đây cái đi bình chặt ra nước luôn. Nhà mất điện.
cắt đi phòng. Cái phòng lấy vô ra, có mỗi cục của tao. Được, ngủ đó còn nước cái thằng ngồi nè, uống hết nước đi. Dạ. Uống nước đó đi rồi đổ ra. Hết rồi con. Đang con. Có mua nước đổ hết nè. Cho nhà cố thì mượn cái thìa là quét cái đứa ra. Tắm luôn chứ. Rửa thì áo tra điền được, áo trắng điền xỉ. Quá to đi, nằm ốc còn nhỏ đi không? Khổ. Thìa rồi. Bà lấy cho cái chiều không dí. Thôi bà. Bà nãy à. Đưa em mạnh nó dưới cũng ra đưa. Đưa em dũng nó dưới cũng lên đưa. Con xoài năm nay cháu trái ta. Xoài này mất mùa kéo được mùa. Đưa em dũng nó dưới mà cũng lên đưa. Thì kéo nhìn Huy cho chắc mê cháy không. Đưa em dũng nó mà lên đưa đưa. Cái kéo có cân luôn mà cháy. Cây cho bao đi chứ. Con ông nhà đang con anh chứ, chứ ai chặt. Cái gì? Cây kéo nhà ông Huy. Cây nhà ông kia đó. Cây nhà ông Quang. À, cũng có nước tung ạ. Quay mà nói tiếng quê vô thì cũng được à. Sao không có cắt không? Cái này là nó làm việc ra bên nước ngoài. Nó phải thuê Google dịch chứ không phải máy tính mình. Nhau, quả tôi bằng uống, nhúa chứ. Rồi, cái người đó, con đùm rồi đó. Uống bằng cháo. Biết được khách, được cái người khách thì được. Quả 19 không mua lấy. Đấy, đấm bồ mẹ. Ai đấm? Coi những Huy, coi ai mà đấm. Để cho quần không phải vứt ra, rồi vứt xuống đó, lại xuống đó, để cho bà đặt. Đặt trận đấu không phải vứt chung luôn đấy. Ồ, ăn hết đây nhanh lên. Đây nữa chặt ăn ăn luôn. Đây nữa này chặt ăn ăn con đi khách được cái mồi khách mặt cả lông đít. Uống nước đi Tùng. Khách được cái mồi khách không biết đổ hết cái nước trong cái đổ hết cái nước trong cái chai ra ra tè đổ nước đi vô uống con mát ngủ lắm như nước đá mà. Lấy buổi chiều không chua chua ngủ lắm. Nuốt cái nắng nó nuốt. Lấy buổi sáng. Lấy buổi nắng nó nuốt. Lấy buổi sáng mới ngọt. Đang lên cây đi rồi được. Đến đây mua có đưa mua đến chặt rồi ông uống nước. Ông uống chờ ông chặt rồi. Chờ để chờ đi nuốt để nó đêm mát nó đại. Đưa cho bốc bữa chứ nào. Không đến hết. Bốc bữa đi cho. Ừ, quần mặn cho bà đi. Bốc răng rồi lại bẻ luôn. Chặt cho rồi bỏ vô trong á. Bốc bớt bỏ đi cho bà. Cái răng có cái trái tê vứt sạch đi chứ. Lên cân rồi. Lên cân rồi uống không được cái chi cả, cùi nó mỡ hết rồi. Dẻo cái quả. Đây cho cháu bốc vườn đó, bốc cho cho bà đi. Bẻ em được. Chặt cái đít đi rồi bút cái mặt con ở dưới. Chặt cái đít đi bút cái mặt. Đào cùn quá. Chặt cái đít đi bút cái mặt. Cô có mổ vào cái ốc anh. Cái cần đi nhà đi mua có nữa đem tiền vào trồng. Có đất đem tiền vào trồng bà biểu sạch đấy chứ. Nhà cháu mê đất. Răng đi đây có mà cô đậu cô đậu chưa biết dở mẹ đất mà mẹ à đứng không có chỗ đứng chỗ đứng ở đây chứ chứ không có cây thôi cầm cái vô tay mà nắng không có cây thôi là làng cố đậu đi cố ăn đậu đi ở nhà mà đang cầm cái điện thoại mà lấy cái la làng lăn nuốt lên phải trả lại cho anh cố đậu đây này để cố đậu không có giữ lên. Hắn chưa, hắn không thích đó. Cái chi mà hắn thích mà hắn cầm như tay bà lấy coi. Có đội nhưng mà không giữ thế. Vườn nội vườn ngoại riêng mới có hai mấy đứa chắc thôi mẹ. Hai mấy đứa. Mấy hai mấy. Đang ít. Ông cháu bảy mươi mấy đứa đó mà. À, vườn nội vườn ngoại. 76 đứa. Cả cháu cả chắc 76 đứa. Cả
cháu cả chắc cả chút. Chút cũng có rồi. Có 11 đứa con chứ có mấy cái cháu. Thì ông cháu cũng có 10 thôi mà. 10 thôi mà. 11 mà chết mất người. 6 thằng 5 con. Nhiều quá. Ngày xưa đĩa nhiều. Thế vẫn nuôi được. Mà vẫn nhiều. Mà đuối chứ không nuôi được ăn đi trời nữa mà. Trời có cái ăn cái đĩa được người với hai người. Cua béo qua đi mà này ghép vô viền rồi tranh chắc. Đứa lớn cái tranh đứa nhỏ đứa lớn đứa bày bày lớn rồi bày ăn được vài cái đồ để cho yên đứa một cái bày. Đêm đến hôm mà anh nhìn lại uống ngọt. Bữa đường uống ngọt bà. Bữa đường uống ngọt. Đêm đêm đến mà anh nhìn lại uống ngọt chứ quần. Đi bữa đường uống ngọt lắm. Thôi đi được rồi cháu. Thôi bữa hết luôn đi Tùng ạ. Ờ trời ơi. Ờ khát đấy chứ. Giặt không mất mặt đấy. Mất điện xuống đây mát không? Đây ngồi lúc vô mát kìa. Cần chỉ ngồi và mất bất điện nhưng mắc là cái võng ở đây nằm. Mất cả ngày luôn. Mất cả ngày mà. Mất luôn phim. Mất xả một ngày. Mất điện đạn trả luôn. Quên ông cấu nấu bếp ga. Bếp cuốn. Cuối tuần này di cư lên khuyến nông à? Cái này di cư khuyến nông à? Thôi anh xuống nhà mẹ vợ. Đồng Thắng không mất điện. Mất hết, à khuyến nông mất. Hôm chỗ đời ăn lên nhà chú cu là ăn điện mời. Chứ chắc Đồng Thắng không mất. Mất điện lưới mà vứt mất. Vứt bỏ vô trường đó quần không phải vứt xuống đây. Xuống đó khô bà lại phải xuống phải đặt. Vứt vô trường bãi nữa không phải vứt xuống đất. Đặt làm chi? Nấu thì không nấu đi. Cái uồn đi lạnh như cái dâu. Chờ có mỗi cô gái nấu với mày. Bác Hòa chẳng chả nấu đi. Cô Hòa quên mình có kem đi. Vô Nam đi cháu chưa gì. Ừ, có mình cô gái nấu với mày. Mình gái nấu mà lợn rồi gà rồi những cái kia nhà ra. Nấu khám tốt. Thì ăn còn nói chuyện với cái chi, nói chuyện với cái điện thoại không? Vừa bỏ vô túi cho nhẹn. Lấy đi ăn rồi này. Cứ vứt vô bãi nữa còn không phải vứt xuống đơn nữa. Đừng vứt xuống đơn nữa khô đại phải xuống đơn rồi. Chị nói chuyện với ai? Đang nuôn cái trái chi. Nếu có đi uống như chẳng uống như chua để lên đền để thơm mai uống rồi các cháu cứ lắc ở đây đừng có chung đi nữa. Cô Xuân loại biểu từ từ chúng đã chặt quá rồi đừng chặt trung thu đừng chặt vô thu. Chi chắn. Đây thế này. Chi chắn. Đang một cái mảng củi nữa. Cái cân rưới. Rưới vậy, cân rưới vậy. Anh trồng cái cân rưới. Ở đây mình chưa có cân rưới. Không có. Cháu chưa thấy cân rưới. Tua cao như cân trồng nữa đấy.
cái con này chỗ có bán không? Người ta có mua bằng gỗ không? Chú núi thì con núi thì để ăn bánh đông cửa. Chú ăn đông cửa. Đông ở đây hay đông nhà chú? Anh đông ai biết được vẫn đông không? Đông cửa mấy cái cửa sổ bà không thấy nó rồi. Đông mấy cửa sổ lại cho bà. Cửa sổ cũng lâu rồi. Cái cây toàn lõi không, không có rác mấy. Đấy ngoặt không mà, để ngoặt. Nó mà đã thấy đây nhưng mà người khác nó đã thấy lên. Chứ thu xếp được. Chứ thu xếp được, mà không thu xếp được. Cứ lên là thấy những người xỉa ra chứ để đưa mà thì cái này phải mang đi xỉa đi. Kêu cái đứa ăn cừu ăn đâu nữa. Cái đứa ăn cừu ăn đâu. Ở đây ngồi cao mát. Đang một quả thuốc. Mà tay cũng mát. Cũng đúng. Con có lại chặt gỗ, con lại ra nước mất. Dạ thôi. Nhẹ quá lại không ra. Để mà muốt này. Cô bỏng này cũng không chịu. Chứ xuống nhà cô bỏng nhưng mà bữa nay bỏng không chua đó. Ô trời ơi. Biểu rồi. Để nước ra rồi. Lại phải uống. Để nước ra rồi. Vâng, bể đó bà. Chú chặt dẻ tay cho đứa không chặt. Được. Dẻ tay đi. Để cả miếng nè. Đổ ra cốc uống đi không có hư. Cốc này, không có rầu. Tôi hết thì mà đổ ra này. Câu đi. Phù lắm. Xong chui tao uống. Bà uống nè. Không. Làm ngậm bà. Không. Lét đi. Để gì được. Để anh chảnh mất con đổ ra con uống đi. Không có để anh chảnh hư đi. Chua còn hơn vay uống nước lã. Đéo vào đây luôn. Cái nó ra rồi. Quả đang có nước à. Đừng vô cua ra. Không, để cả nước đéo mới dễ. Để bên nhà ta cua. Đừng chặt ra con. Để bên nhà mà chặt. Cái tao nó chặt tăng được. Để là tao hiểu mà. Ồ, bay hết rồi con. Lún. Hư rồi. Đứa mặt công cầm về nhà. Ai mà chặt tao không để cầm về nhà để chút hót nè. Kinh nhậu. Lét đi. Chua hơn nước lã. Lã uống lạch kéo rồi uống được. Chiều như là như. Đố trời ra chánh mất đó con. Uống hết đi. Từ vô súng giọt rồi chứ. Này, cùi này. Thì không có cái cạo. Không có cái cạo cùi nó rầy đó, cạo ăn được đó, đừng vứt đi phi của. Bà chặt cái kia ra mà cạo. Không ăn được mà bà thấy vứt đi là bà tiếc. Có bùn nè. 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 Đặt cái lên bùn đi. Còn hơn tiếng nữa, trời. Ôi, mặt lông đít. Còn tí nữa ai đưa tấn vợ ra. Vợ đi làm công ty. Vợ bạn đang chung lại. Đấy đi, siêu chà, nhà tình dưỡng. Nhà quay video màn đốn vợ xuống. Đúng không ai xuống bằng. Ăn ngủ cả ngay. Mà có đừng ngủ, cái tiếng sướng kìa. Phải đi màn chứ ngủ á. Sắm thêm cái võng nữa, cái đặt đây nằm tính luôn ngồi nhóc. Nằm là không quay được chứ. Mà có được nằm cũng đỡ. Kéo cho nằm quá. Phải có người à? Phải có mặt mình không nữa. Có mặt, nằm có mặt không được. Bắt ngồi. Không ăn đây, mà thôi.
không ăn. Chú nên cho ăn cùi được. Không ăn. Ăn đi. Ăn đi. Ăn đi có vứt được bùa hư với củ ấy. Dạ. Bà luộc cái củ. Bà còn mồm cá ngạo không? Không ăn được mà thấy vứt đi bà tiếc lắm. Bà không ăn đâu mà thấy vứt đi bà tiếc lắm. Hai ông bà sẽ trông cấu ăn cả ngày. Sẽ trông cấu mà ăn cả ngày. Bà vài hồ đó, ông vài hồ đi ăn được các cháu. Không ăn mô mới có sức chứ. Ăn mà không nuốt vô được, không ăn được mà cá rồi thịt rồi trứng mà không ăn được. Đứa đó bố mi. Cá rồi thịt rồi trứng mà không ăn được các cháu. Không biết rằng rằng mà đậu trước nữa. Rau má rau bự của tranh. Ăn ăn mâm. Cú ốc, mô cũng hết. Một ông cấu mà mình ăn không vô mô. Một ông cấu. Ăn bà. Bà không bà. Cái này mềm mà bà. Không, bà không ăn được rồi. Bà. Bữa trước có mấy cư mà không cư bớt mấy cái cân kè đi bà. Hả? Trước có mấy cư mà không cư bớt mấy cân kè. Chưa? Cư bớt. Đá. Cứ bớt, chờ ai đốn được nữa mà đốn. Nằm trên núi đó. Tôi thách tiền trái tiền mà nữa mà. Dạ. Ai có thách được cả hai trái thì thách. Thách hai trái được mà tấm một cái này. Đây này, cua phùi thách cái này. Tấm này thách được. Đưa đây nước ở đây không uống đi ra uống nước lã. Dạ. 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 Cháu uống ngồi trong giữa tay chứ. Ừ. Trong giữa tay. Nó bị tụt ngã mấy cái chân này. Đó. Cây giữa này. Hai tôi tin tin đó. Có mua mà cái khác mà dùng. Năm nữa con linh lấy cái khác đấy kìa. 99.000 thì đang. À 190.000 chứ. Cái này đến này có đi mua nữa rồi đúng chặt ra dùng. Đào khẻ cái lần ra mà. Hả? Cái này nó còn non mà bà, khẽ cái chặt cái ra luôn. Này mình viền tắm hết, nóng hết cả người. Còn những cả tiếng này tê. Cả hoàng hết bỏ hư, vứt từ vi của các quần này. Tiếng một phút rồi còn. Mình chỉ đừng tiếng. Phải đến 4 giờ rồi. 4 rưỡi bà. 4 rưỡi rồi. Dạ. Đi xuống đến nơi rồi quần. Giáo hồi nãy vừa thấy chỗ đi học giờ lại thấy viện rồi. Coi lúc 1 rưỡi ta đi học chờ 4 rưỡi lại viện như rằng nữa. Nãy vừa thấy chỗ đi học. Thì mình qua được 3 tiếng còn chê. Ngoài đi ngoài lại cái này viện rồi. Mà nhà tôi đông mà lại ngóa đi làm gì? Không thích ngóa mất tiền này. Có tiền mua hẳn mặt tiền mà dùng cái tua mà. Ừ, ta không thích mất tiền như kiểu không có mặt sát ra tiền ra mặt tiền ra đến mặt đường. Vẫn muốn ở đất này chứ em. Khác có lại có tiền quay hướng đi mới làm ăn được, quay hướng đi không mà ăn được. Hướng đi. Hướng đi tối về mà có đổ đi đi với các cháu. Tối về mà chạy, tối về mà đến đầm. Cái răng cái giống mì đấy. Hướng đi tối về thì chạy không kịp. Chợ lớn rồi ai nấy đầm nên. Ờ, nấy trôi dược. Bà ăn không ăn được uống bút đi, bà thấy bút đi bà tiếc lắm. Bà đi, ăn không ăn uống không uống được mà thấy bút đi tiếc lắm. Đi viền đây. Đi khách chừng cả hai đi khách mà không đi, khách chừng tới đi khách. Khách hai tới được mà. Tấm sách cả hai. Rồi bố, rồi bố, rồi bố, rồi bố. Này, này, sách hai lần. Với cuốn nó sẽ được cả hai mà. Cuốn nó đang bị dĩa đi, để lên sách.
buộc lại nhìn buộc lại đó. Đứa mày cách nha. Anh phải có cái cầm anh đi không rất mũ ra. Dạ. Tông với mình dĩa đi đi khách kìa. Nhẹ mà thích được cả hai. Quả nó đang non hơn, quả kia nó già hơn. Ô, cái nặng quá. Bye. Bye. Thế mai cháu lại đi lên ngoại rồi. Bố ạ. Mai cháu đi lên ngoại chơi rồi. Phải muốn đi vô được mới đi chứ nè. Đi lên không nữa thì các cháu không có đổ đi hư. Vâng. Từ uống bạn. Để uống đây. Giáo lại quay chú thẳng. Thẳng, mày không nhìn thấy anh không? Đi, viết ở đây. Quay cho. Ơi, còn tiếng này đốn vợ rồi mình. Ôi, không kịp rồi. Nước đi. Lấy cốc nước đi. Cô bà thấy đổ đi là tiếc lắm. Không uống mà lại. Khổ đi cơ, nếu cũng không ai uống là tăng công. Ngã này vứt ra mùi nhỉ. Cái gì? Cái vứt ra mùi đây đây. Cái gì? Cái bọt thuốc này mà. Cái điếu thuốc bà. Cái gì? Đó. Lá. Vứt rồi rư, hút rồi rư, cứ vứt rồi rư vô đâu đông đá, tìm răng cho thấy. Này, tí bà cầm một cho cách ra. Gì không? Thu kinh nhóc. Tối về sau rồi đấy. Tí tối về là không ăn cơm được ạ. Hai cốc nước rí đi thì ăn được cơm. Hai cốc nước đáy, cháu đáy hết chứ cái gì mày. Đáy liên tục. Đáy, cháu đáy hết chứ cái gì mà. 4:30 rồi răng. Vâng. Bà vô bà tắm đúng tấu, sao bà ngồi đưa lúc mua bà. Bà cầm được hết không? Bà cầm mua được hết không? Chỉ có cái gì mà cầm hết. Còn có dừa với hai con dao với cốc này nữa, bà cầm hết không ạ? Hết. Hết. Tầm cỡ bà cầm với hết chứ. Còn cây gậy nữa. Chưa. Đưa cho các cháu ngồi đưa đến lúc mua đến. Dạ vâng. Bà cứ được tuổi như bà như rồi bà thấy. Mà cháu còn lâu được như bà. Ngoài 90 rồi còn 92 rồi quần. Thời trời còn lâu đừng sống được như bà. Răng không được. Tầm 60 là hết rồi. Bài 92 rồi đây. Bọn cháu trong cái 60 là được rồi. Quan tâm đến gì? Tao răng cho ăn cái kiểu đâu răng đấy. Bút bút. Bà chặt đi đấy không?
trăng vô. Cơ cấu tốt không? Thấy cơ cấu tốt không? Nhìn cái gì vậy? Trong cái gì vậy?
Hồ Văn Sơn đến mua nhỏ. Biết à? Không. À, cái đường đi chỗ đi lên Sơn Du chứ. Đi thẳng xuống đó, cái chỗ trường cấp 1, cấp 2 đó. Không rẽ đường bên không rẽ đường đi Sơn Du mà đi thẳng luôn. À, đi thẳng. Cái chỗ lương chùa đó. Quả dưa này mình bậm nhá. Quả dưa này mình bậm. Cái kia là gì? Cái quân này gì? Đi đó, viền đéo cái búa đi. Nghe không? Đéo cái búa đi, cái tàu cái dây dẫn nhanh tốt. Ngại chồng phải. Ngại chồng lắm. Điếu cày hậu lộc là con dao kéo hậu lộc nên
21. Nam chắc tím 10 phút ạ. 16. 6 á. Này mọi người, khi cái trần còn đây là Tùng khi cái trần có phải cái khung không? Thank you.
Được, con này sinh tùng này, để biết con này mua được không? Tùng thắng lắm ạ. Chuột tên gì? Thành. Bùi Ngọc Huyền. Mua. Mình sinh vẽ lượn. Bùi Ngọc Huyền à? Tùng thắng, cái này thấy mặc áo này chuột chim thanh luôn. Thiên thiên nữa. Tại gì? Nghi mẹ năm ngủ á. Ngủ mồ, 23 đó. Mò. Kiwi. Mấy con sinh. Ngón này cũng muốn nhìn thấy. Sinh sợ không ai nhận ra. Đi nguồn mặt nước như này. Đi mặt nước hơn. À. Đi mặt nước này. Đó mô. Có con rồi con. Con mô. Được rồi. Con này 201. Con rồi. Con này như thành. Có bị hâm mà cháu vẫn. Con mô nhỉ. Con này nguồn hơn này. Như thành không đa lý được mà. Này con này nguồn hơn này. Tại sao là con yếu mà nhìn mua một xa Tự Sơn trời một cụ kính đó đi không? Thôi rồi à, xin à. Cứu em với Chú Mia, cứu em với Chú Mia. Lăn cái gãy mẹ ăn quá. Điền trọng đó bởi cái ni ra. Bởi cái ni ra này. Cuối cùng này. Bước của ra cái trọng đất này lớn. Để cầu vũa này lâu. Mấy ngàn đến đêm trọng thì chuẩn bị gặp được. Năm, hai năm rồi. Nắng như nắng như vừa thấp lại đã thấp quá. Nhãn năm đi nhà mua, có cân nhãn cũng có quả đó. Thời điên đợi lâu quá phút
180k 2 chậu. Ừ. Hoa nó đơ lan đơ. Thổi quá này. Của hoa này. Trời phải đi trượt lông chân. Thìm đi. Trượt lông chim. Thì coi chiêu mà mình coi được. Trời ơi, tiền có một đài nha. Nhưng mà không bỏ ví thôi, đang bỏ ba quần. Tờ mê. Tiền mình không bủa nữa. Tiền mình bủa bao. Và nữa là cái kẹo. Sao bị kia đi không có măng. Ở biển lại măng vui buồn chứ. Ăn hết. Mà vui được có tí nghe lồi ăn luôn. Thank you.
chứ hả? Để đi. Ờ. Để đây. Để. Thì bây giờ mà. Chua thì ăn giấm, còn muốn ăn đấm thì oanh. Rồi quá dừa nên êm. Cô lình của đánh ngoại. Hết bình. Rồi, bình nhanh. Không, bình nhanh không. Dỡm rồi. Mình có bị vất cái thằng. Đâu.
Con Văn không? Ừ? Con Văn vậy đâu? Con qua mới ngồi đó, coi tối nay đi được không? Trốn được không? Đi lấy điện thoại. Nhưng bạn không mang lên, ta mang lên thì đi được. Bạn mang giả đi lên điện thoại. Chào giả lên lấy lương thì trốn đi lên. Mất lộn. Biển hỏi tiền mổ ấy ăn lon luôn này. Cú lừa, cú lừa. Mình tí đưa cho mình mang lên luôn. Tốn giá lên lấy điện thoại. Dốc nó khởi đi hay nhở, lên đây cái nhảy đi mà lên ăn xuyên xuống cái nhảy đi. Khởi già lắm tủ luôn. Khởi thua, khởi thua nhưng mà khởi ơi khởi à khởi rơi bị bà. Bà không ăn. Thầy ơi ya thầy à. Thầy ơi ya thầy đi ta. Thầy ơi ya thầy ai đi mua không? Hả? Ừ. Hôm nay đi mua. Để nghiên cứu. Hai nick Linh Quân đây. Hả? Ừ. Hai nick Linh Quân à? Một nick mới. Bữa nick C đây mà. À cái nick Facebook. Nick Quân Hương. Đánh được không? Ừ. Tôi lên nick kia đây. Bữa trước đang Bạch Kim 1. Cái chờ máy xuống cái chi rồi. Bạch Kim mai. Cái đủ sai chứ xếp danh này. Ừ. Chứ xếp danh. Từ đợt xếp danh lại đó chứ anh bữa. Trong người thời tôi đánh. Ồ. Quán. Biết kê, biết gì đó. Cafe này. Thôi lấy cái này cho cài. Chơi. Tôi kéo cho con tên lên kim cường. Nó phải kim một. Kim 1 chơi được với tinh kim cương mà, mày đang kim cương 1. Kim 1 trong tinh ngay. Tinh ngay mình lấy nick mình nick mới mày nick chi. Nick mới mày lấy chi. Mới cháu lập một phơi đó. Ừ. Bạch kim. Ừ, bạch kim chơi kim cương được chi. Ừ. Ngọc yếu lắm, ngọc mới ba mấy. Nick chỉ đánh được chỗ Vân thôi. Đánh mấy con tê đấy được. Yếu. À mới mua quân tướng, quân chi nhỉ? K
Calica đó. Silica. Silica. Silica đọc Calica. Rồi đúng. Nhưng tôi tầm cỏ cho. Đọc từ các kiểu. Run. Aru mà đọc Azun. Tem me, tem me, tem me. Nó téo tụi quân này. Nó bẩm đó. Rồi, cái ngày đu về thôi, à, ngày nhìn nó đây này. To. Có bằng cái nắm tay đó. Thôi, chúng tôi bắt luôn. Nó đang nằm, nó đang làm. Một tiếng 52 rồi. 47. Ôi, cái đi. Đông. Trời ơi. Trời ơi, trời ơi, đi ra đường là tỷ bạc chưa? Trời trong cái đường là tỷ bạc. À, vì mù ngay cái xe à. Ngay cái giác nhìn. Rồi, sức cải công an nó xích. Tôi nghĩ chú ông bà 50 triệu. Thì bay đi chơi các kiểu. mưa giữa ban ngày đúng không? Giữa ban ngày. Chờ mà định quân đề đánh phát rồi. 10 triệu là được mấy nhỉ? 10 triệu là được 700 triệu à? Ôi, đừng có mơ lô đề. 10 triệu, 700 triệu. Đánh 100 triệu được mất 700 tỷ. Tạm mô 700 triệu, 70 tỷ. Ông cháu, chua chú Ninh quân chú đánh để nuối gần để đánh mất chú mừng mấy triệu. À, nhìn đấm được hết này. Thôi, cô gãy tay. Nún luôn. Gãy tay mai lại nghỉ khổ rồi. Đấm phải đuổi luôn, kinh dữ. 55 rồi, 5 phút nữa. Đuối hương còn gì nữa đi. Đi đi bộ viên đi tập thể dục đi muốn sau đĩa rẻ.
có cái đực áo ở nhỉ, có cái đực ở dưới quần này nhìn đi mô nhìn đi mô nhìn đi đốn. Bố có rửa tay vô tay đây. Bố có rửa vô tay đây. Vô kịch của cái đường này vô khốc. Để cái đường này để ra anh không? Để gì à? Bố chai lên. Bố chai khốc đó. Để chắc. Được. Rắn cứ vứt thế không? Anh Trọng ha. Anh đang làm mày sớm đi. Còn bà hốn nghe bà cho lấy gì. Lấy uống no đi. Cái giờ cho chồng mua được. Anh có chồng không? Trên nhà không có mấy cây. Này, chồng quốc này. Chắc dữ. Rồi răng. Rồi đi này, muốn mình còn những 5 phút nữa đi. Năm rưỡi. Năm rưỡi rồi còn. Mẹ năm. Đúng năm rưỡi rồi còn. Cháu về rồi. Là
làm chuối con cũng đủ kiên cường đâu, còn cả chuối với trái đủ đây bố có xe ăn. Rửa chảy nước này. Tùng mang về đổ nút đũa giữa nó nên ai biết được.